Vậy thì không biết bên ngoài bạn là một người mạnh mẽ hay là thiên về yếu đuối vậy? Em bên ngoài ạ. Bên ngoài em ít nói lắm. À, ít nói. Đúng rồi, nãy giờ nói chuyện với bạn thì mình cũng cảm nhận được điều đó, nhưng mà rất là chững chạc đúng không? Dạ. Ít nói nhưng mà rất là chững chạc và điềm đạm. Đó, và có một vài nhận xét là trước chung kết thì Tuấn Tài thực sự là mọi người nhận xét được nhá, là chưa để lại quá là nhiều dấu ấn, vì mình thường đá vào cái vị trí chủ yếu là dự bị cho tuyển thủ là Lê Văn Xuân. Nhưng mà sau trận chung kết ngày hôm qua thì thực sự là bạn đã rất là tỏa sáng. Và điều gì khiến cho bạn tự tin để tỏa sáng như vậy? Một thân là lần đầu tiên được đá ở sân Mỹ Đình ấy. Với cả bao quanh là khán giả hét rất là cuồng nhiệt nên là tiếp được phần tự tin này. Em trận hôm qua nên là không không cảm thấy áp lực gì hết. Và em rất là tự tin nên là thể hiện được khả năng của mình ấy. Ok, và mình cũng mong rằng trong tương lai thì bạn sẽ tiếp tục tự tin và tỏa sáng hơn như vậy nữa. Và ngày hôm qua thì ở trên mạng xã hội có rất nhiều những fan nữ thì có gọi Phan Tuấn Tài là hot boy của đội tuyển U23. Và bên cạnh đó thì cũng có một thông tin, đó chính là Facebook của bạn đã được thu hút với lượng follow khủng. Và gia đình của Tuấn Tài thì còn bán hàng. Bán hàng đúng không? Và không biết là cái lượng follow đấy thì có giúp cho bạn hỗ trợ gì trong cái việc đấy không? Trước chị có chị em bán là bảo là tăng follow lên được tăng thêm vài đơn, em có trêu là phải chia phần trăm cho em nữa nha. Thế cuối cùng có được chia hay không ạ? Dạ không. Đó, mong là chị của bạn Phan Tuấn Tài nghe thấy thì sau này sẽ chia cả phần trăm cho bạn thì mới bán được nhiều đơn hơn nữa.